Chào bạn, hôm nay mình xin giới thiệu bạn một sản phẩm mới thuộc phân khúc Playcam giá rẻ cho người mới tập chơi, đó là XK X300. Đây đánh giá là sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với X8 S với kép và G V80. XK X300 có hai phiên bản là XK X300F sử dụng sóng 5.8G truyền trực tiếp về màn hình, còn dòng còn lại là XK X300W sử dụng sóng Wi-Fi truyền vào điện thoại thông qua app phần mềm. XK300F sẽ có giá cao hơn là XK300W. Tính năng nó bậc nhất của dòng này là khả năng cảm biến hồng quang cho Playcam tự giữ im trên không trung cực kỳ tuyệt vời, không bị trôi về bất kỳ hướng nào. Hôm nay mình sẽ test thử cho bạn xem nhé. Thêm một tính năng khác đó là khả năng tự cất và hạ cánh rất là hay, và camera cũng khá là sắc nét. Rồi bây giờ sẽ tập hợp ra nhé. Đây là XK300, nó khá là nhỏ gọn. Đây là camera XK300. Đây nút nguồn, cái phần pin XK300 sử dụng pin 2000mAh, thời gian chơi được khoảng 12 phút. Đây là 4 chiếc bao vệ cánh. Bên trong đây là sách hướng dẫn và mã QR để mình tải phần mềm về đây. Đây là tay cầm. Đây phiên bản mình đang tập hợp là phiên bản XK300F. Đây là phiên bản XK300W truyền hình ảnh trực tiếp với điện thoại thông qua phần mềm ứng dụng. Tay cầm khá là to. Còn đây là tay cầm của dòng XK300F. Nó nhỏ gọn hơn là XK300W. Nhưng mà nó có thêm một cái màn hình để có thể truyền hình ảnh về và xem trực tiếp trên màn hình đây, không cần phải thông qua điện thoại. Đây là dây sạc. Đây là bộ khung để bắt điện thoại lên. Đây là cái đế để kẹp điện thoại lên nha các bạn. Đây là 4 chiếc cánh sơ cua của XK300. Đây là adapter để gắn pin vào. Đây là tay cầm. Tay cầm nó sử dụng 6 phân pin 2A. Đây là máy bay. Đặc biệt ở phía dưới này nó sẽ có một trang bị một cái mắt camera nữa để định vị hình ảnh cho khả năng cân bằng cực kỳ tốt. Mình sẽ test thử khả năng cân bằng nó trong không gian hẹp nữa, ở phần sau của clip nhé. Tay cầm bật ngón nọc lên. Bây giờ để kết nối giữa máy bay và tay cầm, cần bên trái tay gạt lên gạt xuống là kết nối. Rồi, bây giờ chỉ còn chéo hai cần xuống. Cái quạt sẽ quay. Đây là cần bên trái là cần ga, nâng độ cao, giảm độ cao. Gạt qua phải, xoay qua phải như thế này. Qua trái sẽ chạy cho thế này. Còn này là sẽ tiến, lùi, phải, trái. Đây là các nút trim tinh chỉnh. Nút màu đỏ phía trên này là nút chuyển chế độ không đầu cho bình thường. Các bạn vẫn giữ khoảng 2 giây cho tiếp lên, đồng thời đèn nhấp nháy nó sẽ bỏ cho không đầu. Còn muốn tắt không đầu thì vẫn giữ tiếp 2 giây nó sẽ mất. Đây là nút lộn màn quay cho chế độ, ấn giữ này và nút điều hướng nó sẽ lộn về hướng chúng ta chỉ định. Đây thắt cọc là nút cất cánh. Thích mode là chuyển qua tốc độ 60, đây này, 60, 80% và 100% là tốc độ bay. Đây nút chụp hình, ấn giữ là sẽ quay phim. Có một cái là chụp hình. Để kết nối giữa camera với điện thoại, chúng ta hãy tải phần mềm XK Innovate. Đây phần mềm XK Innovate. Nhưng trước hết chúng ta phải vào Wi-Fi. Nó sẽ phát cái mạng Wi-Fi. Nó tên là XK Innovate. Và phần mềm. Đây là giao diện của phần mềm. Các bạn thấy hình ảnh nó đang truyền về. Đây, mình sẽ reel xung quanh cho các bạn xem. Đây.
camera khá là sắc nét. Các bạn có thể chụp hình và quay phim trực tiếp trên màn hình. Đây là tinh chỉnh trim từ cất cánh, chậm nhanh 360 độ và một vài tính năng khác các bạn có tìm hiểu thêm.